Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chuyên mục Bạn kể tôi nghe được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện của chính các bạn độc giả gửi về cho chương trình, giúp bạn bộc lộ những tâm tư khó nói và gửi trao những nỗi niềm sâu kín trong tim. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ cùng Minh Hằng thì hãy gửi bài viết theo đường link để trong phần mô tả nha. Còn bây giờ, hãy cùng Minh Hằng lắng nghe những bức thư của ngày hôm nay nhé. Mình từng yêu và chờ đợi tình yêu của một người đến 2 năm. Một người có mục tiêu sống, có lý tưởng sống, luôn yêu đời và vui vẻ như mình, cũng có lúc kiệt sức, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu. Sau 2 năm chờ đợi, mình được bù đắp bằng 2 tháng có anh bên cạnh. Rồi chính bản thân mình luôn đa nghi đã vô tình đẩy anh ra xa một lần nữa. Chân thành có thể cảm động trái tim một người đàn ông không? Mình vẫn muốn thử thêm một lần nữa, muốn được nắm tay đi thêm nhiều đoạn đường nữa, nếu có thể là cả đời. Trước đó 2 năm, chúng mình là mối quan hệ mập mờ, bên cạnh nhau chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Anh chính là gu đàn ông mà mình thích, đẹp trai, ấm áp, giỏi giang và có chí hướng. Một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Cũng vì vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện vui tính, hiền lành nên có rất nhiều ong bướm vây quanh. Mình, một cô nàng dược sĩ 1m65 với vẻ ngoài cũng gọi là tạm ổn, không xinh cũng không xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn. Từ ngày gặp, thích và yêu anh, mình luôn mang bên trong mình một sự bất an vì cảm thấy mình lép vế và không phù hợp, không xứng đáng với anh. Trong 2 năm, mình đã bao lần bỏ lửng mối quan hệ và rời đi vì không tự tin vào chính mình. Qua nhiều lần chúng mình xa nhau, anh cũng có mối quan hệ mới và mình cũng có tìm hiểu một số người, nhưng vẫn không thể nào quên đi anh và bắt đầu mối quan hệ với ai cả. Xa nhau lâu nhất là 6 tháng vừa rồi, chúng mình im lặng không nói gì, chỉ lặng ngắm nhìn cuộc sống qua Facebook của nhau. Rồi chuyện gì đến cũng đến, mình nhắn tin và chúng mình chính thức quay lại, xác định mối quan hệ với nhau. Trong 2 tháng mối quan hệ được xác định, anh yêu chiều mình hết mực. Mình mong muốn gì anh cũng đáp ứng, anh còn công khai mối quan hệ hẹn hò của chúng mình trên Facebook. Nhưng điều mình mong muốn là được anh đăng ảnh lên. Vì tính mình quá đa nghi, lo là sẽ mất đi anh nếu như không được anh khẳng định chắc chắn về mối quan hệ này. Theo mọi người, thực sự chuyện đăng ảnh người yêu lên Facebook có quan trọng không? Với mình thì nó quan trọng. Rồi mình đã gắt gỏng dẫn đến nhiều lần cãi nhau. Trong lúc nóng giận, mình đã nói những lời không nên nói và mình cảm thấy hối hận vô cùng. Mình là đứa thực sự rất bám người yêu, đi đâu làm gì cũng muốn có người yêu luôn bên cạnh, nên 2 tháng dường như mình luôn muốn người yêu phải hiện diện bên cạnh mình. Mình đã thực sự yêu sai cách vì quá gò bó người yêu phải không ạ? Mình có nhắn tin mà anh ấy không trả lời mình nữa rồi, có qua gặp anh cũng bảo mình đừng hy vọng gì nữa. Giờ mình thật sự không muốn mất anh, nhưng dường như mình không còn cách nào khác nữa. Bạn thương mến, nếu sự chân thành là điều khiến tình yêu thêm bền chặt, thì sự tin tưởng lại là điều khiến tình yêu được bền lâu. Tin tưởng ở đây không chỉ là tin tưởng người mình yêu, mà còn là tin tưởng vào chính mình. Nếu bạn có suy nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy, vậy thì hãy cố gắng đi. Học chưa tốt thì chăm chỉ học hành. Chọn những điều mình làm tốt nhất và tập trung phát triển nó. Thấy mình chưa xinh về ngoại hình thì đi tập môn thể thao nào đó, thử thay đổi phong cách phù hợp với mình hơn. Khi bạn theo đuổi sự tốt đẹp của chính mình thì sự tốt đẹp trong tình yêu sẽ theo đuổi bạn. Nếu bạn muốn thay đổi một ai đó, hãy nhớ phải thay đổi bản thân mình trước tiên. Sau cuối, ai cũng cần có thời gian và không gian dành cho riêng mình. Mối quan hệ ruột thịt, quan hệ bạn bè hay người yêu đều cần có không gian để suy ngẫm và chăm chút cho cảm xúc cá nhân. Và cả bạn cũng vậy. Thời điểm này, hãy xốc lại tinh thần và nhìn nhận lại chính mình cũng như mối quan hệ hiện tại của bạn. Hãy trở thành một cô gái tự tin, rồi đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh ấy một lần nữa bạn nhé. Đó là những tâm tư của cô gái trong bức thư đầu tiên. Còn bức thư thứ hai của ngày hôm nay cũng là tâm sự của một cô gái đang rất trông chênh giữa cuộc đời. Chúng mình cùng lắng nghe những tâm sự của bạn ấy nhé. Tớ năm nay 23 tuổi, là độ tuổi đáng lẽ ra nên sống hết mình với ước mơ và hoài bão. Thế nhưng nhiều lúc, tớ lại muốn kết thúc cuộc sống của mình tại đây. Cuối năm ngoái,
người mà tớ yêu nói lời chia tay với tớ. Lúc đó tớ đã rất suy sụp, cũng nghĩ quẩn rất nhiều, nhưng rồi tớ cũng cố gắng vượt qua. Tớ nghĩ tớ đã ổn, nhưng không phải vậy. Đến bây giờ tớ lại cảm thấy bạn thân cũng không còn muốn chơi với tớ nữa. Buồn phiền trong lòng tớ tích tụ rất nhiều mà không thể nào giải tỏa được. Tớ cứ bị suy nghĩ tiêu cực bám lấy đến mức tớ sắp trầm cảm. Tớ không biết phải làm thế nào nữa. Ngoài mặt lúc nào cũng cười nói để bố mẹ không phải lo lắng, nhưng mỗi lần ở một mình tớ lại lén khóc. Tớ thấy mệt mỏi và bất lực quá. Có khi nào cả đời này tớ phải sống cô độc hay không? Bạn thương mến, bạn có lẽ đã quên một điều rất quan trọng nên mình sẽ nhắc để cho bạn nhớ. Đó là bạn yêu ai cũng được, nhiều hay ít cũng được, nhưng đừng quên phải yêu lấy chính mình. Kiên nhẫn dịu dàng với bản thân thêm một chút, cứ kiên trì mà bước tiếp. Chỉ vài năm nữa thôi, bạn sẽ cảm thấy những nỗi đau mà mình đang trải qua đều có ý nghĩa. Tất cả đều sẽ khiến bạn trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Bạn sẽ dần chấp nhận cuộc đời mình chỉ là một ga tàu, người đến người đi nườm nượp. Đó là điều hiển nhiên và ta phải chấp nhận để trưởng thành. Ai đến thì mình trân trọng, ai đi thì mình cũng vui vẻ vì đã dốc lòng khi còn ở cạnh nhau. Nhân lúc còn trẻ, hãy bước ra ngoài để nhận thấy thế giới rộng lớn hơn là vòng tròn các mối quan hệ cũ. Cố gắng và nỗ lực để nâng cao chất lượng cuộc sống của riêng mình, đặt bản thân ở vị trí ưu tiên nhất. Đến khi đó, dù xung quanh bạn có điều gì xảy ra, mối quan hệ nào có sụp đổ, thì bạn vẫn đứng vững vì còn có chính mình để dựa vào. Gửi tặng bạn một trích dẫn từ cuốn sách Phải lòng với cô đơn. Đẹp nhất của tuổi trẻ chưa chắc là tình yêu. Đẹp nhất của tuổi trẻ có lẽ là hình ảnh một mình đi qua những tháng ngày cô đơn. Bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ của Minh Hằng, hai cô gái ngày hôm nay sẽ tìm được lối đi cho chính mình, thêm yêu bản thân và sống hạnh phúc hơn nhé. Còn bạn, bạn có câu chuyện nào muốn gửi tới chương trình không? Hãy gửi bài theo đường link được để trong phần mô tả của video nhé. Minh Hằng rất mong chờ được lắng nghe câu chuyện của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào Chủ nhật tuần sau. Chúc các bạn một đêm ngon giấc, an lành.